Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi sản xuất chương trình phát thanh truyền hình về đề án thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức cuộc thi sản xuất chương trình phát thanh truyền hình năm 2022 Phạm Tấn Hòa. Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, các đơn vị tham gia dự thi đầy đủ, nghiêm túc, chấp hành đúng quy định. Các tác phẩm dự thi gửi đúng thời gian quy định, chất lượng tác phẩm dự thi đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức. Đặc biệt, các tác phẩm truyền hình có nội dung mang tính thời sự, bám sát thực tế. Riêng phát thanh có một số tác phẩm ở thể loại câu chuyện truyền thanh có chất lượng tốt, thể hiện được chủ trương của tỉnh về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Ban tổ chức đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộộc thi. Trong đó, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh thành phố Tân An đạt giải nhất phần thi sản xuất chương trình phát thanh với tiểu phẩm Lời kép từ tưới nước tiết kiệm. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Thủ Thừa đạt giải nhất phần thi sản xuất chương trình truyền hình với phóng sự Thủ Thừa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa nếp. Ban tổ chức còn trao 3 giải phụ cho câu chuyện truyền thanh xuất sắc nhất, chương trình phát thanh có giọng đọc truyền cảm, hấp dẫn nhất và phóng sự truyền hình có đề tài độc đáo, mang tính phát hiện.